Điện tử Thanh Nguyễn được chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Điện tử Thanh Nguyễn này sẽ xét và ghép cho bác Lê Xuân Trung, đội 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, với một đôi loa 3G Bass 25 huyền thoại Rock Rack Check mê hồn, một chiếc mic UG9 25 mã, một chiếc vang Kalam. Và bác có yêu cầu anh Nguyễn ghép cho bác ấy là một cái lọc là một này, âm đi là hai này, mic là ba này, vang Kalam là bốn này, nhưng âm đi là không có cầu chữ U. Thì hôm nay anh Nguyễn sẽ biến cái âm ly ra vua hiệu quảng báo này, anh Nguyễn bán 2.4 thành cái âm ly không có cầu chữ U. Đây không là một bài ghép, anh Nguyễn sẽ ghép là hướng dẫn tất cả các bác, anh chị và các bạn đang dùng những sản phẩm này mà chưa biết cách cắm. Còn những bác đã biết rồi thì các bác có thể là không xem. Đây là bộ ghép của bác Trung ở Hải Phòng, nhất là gồm có một cái mic, hai là một cái lọc, thứ ba là vang, thứ tư là một cái ly, thứ năm là tôi loa 3G audio cho một chiếc chiếc dốc sách địa tàn. Loa G rất hay không nhá, thì nó quá hay. Bây giờ anh ấy thử hơn qua nghe này, tiếng chiếc của nó thì mê hồn người này. Bây giờ phần 2 nha, em sẽ hướng dẫn bác Trung cái lối này. Đối với âm đi không có cầu chữ U thì bác chú ý em này, khi hát karaoke đấy thì bác phải nhớ cái phần music đây. Phần music đây thì bác phải để cái volume music to nhỏ của nhạc ấy. Để em phần đẹp tầm 1 giờ. 1 giờ. Và 1 giờ nhá, 1 giờ chiều đấy. Chống mức để em tầm 10 giờ. Mid các để em tầm 1 giờ. Check nếu mà không rú thì bác để em tầm 11 giờ, 10 giờ. Đấy, từ 10 giờ đến 12 giờ, tốt nhất bác để em tầm 10 giờ. Tầm 10 giờ của chép. Cái phần này phần nhạc quá nhá. Phần nhạc ấy. Đây là trống này, đây là trung này, chép này. Thì cái vôn tổng ấy bác nhớ này. Để em tầm 10 giờ này. Đây cái vôn tổng bác để em tầm 1 giờ chiều này. Đây để tầm 10 giờ sáng này. Đây để tầm 1 giờ chiều này, mít này. Và hai để em tầm 10 giờ sáng. Tiếp theo phần master này. Master nhiều lại có nút to này thì bác thấy em tầm khoảng 2 giờ. Nút bass ở phần mixer bác để em tầm 10 giờ, nhiều con ồm, mít để em 1 giờ. Và hai thì bác để em tầm 10 giờ. Bởi vì lý do làm sao, cái âm ly nó là tầng cuối mà không có cầu cho U nhá. Em nói này tất cả các bác, nhiều người bác là khi mà không biết chỉnh là hát nó, một là hay bị rú, cái thứ hai là bị ngạt tiếng, là cái vôn tổng này, tức là nhạc, tất cả nhạc giọng ca nó đều đi qua mạch music này, xong nói đến phần master đấy. Cho nên nếu các bác để cái vôn music này với vôn tổng này mà bị hát thì các bác không thể hát được, em khẳng định luôn nhé, khẳng định luôn đấy. Thì bác nhớ mà để cái vôn tổng này, còn phần music, phần to nhỏ nhạc ấy 1 giờ. Và cái vôn tổng phần master phải tầm 2 giờ. Đấy. Còn lâu thì bác để em 10 giờ này. Mid là 1 giờ này. Hi 10 giờ này. Trống 10 giờ. Mid để 1 giờ. Hi để 10 giờ. Còn tất cả phần echo khóa hết cho em. Không cần. Khóa 4-3 nốt đầu này. Đấy. Khóa hết. Mid khóa hết. Tiếp theo phần K5 nữa nhé. Phần này phần cái nút này to nhỏ nhạc này, phần này to nhỏ mic này, phần này là vang nhại này. Đấy.
Mình để mic cho bạn này. Mic của em tầm này là hợp lý rồi. Rồi cách kết nối nữa nhá. Kết nối này. Bác yêu cầu em là kết nối một cái mic. Cái mic này với một cái lọc này, với một cái van cloud, với một cái âm ly không cầu chỗ U. Thì cái âm ly này có cầu chỗ U nhưng em nay em sẽ không làm cầu chỗ U nữa. Em cắm theo kiểu khác. Nha. Em rút ra em sẽ cắm lại từ đầu nhá. Thì bây giờ em bác cùng đấu đố nhá. Mà đặc biệt cái đối mic thì bác phải lắp em cái anten vào. Kiểu gì bác lắp à? Không lắp vào hát nó sẽ bị ngắt. Đây. Có nhìn được cái khe này. Đấy. Nó lắp hai rồi chị em. Khi... và đây là cái lọc, bác nhớ này. Cái lọc thì nó không giống cái lọc và giống cái lọc, nhưng mà cái tác dụng của nó là đều giống nhau. Lọc thì rất nhiều loại lọc, nhưng các bác căn cứ em những cái hiệu quốc tế nhé. Input là ngõ vào. Input là ngõ vào. Hai kênh, kênh 1 này. Kênh 2 này. Đường ra là output này. Output này. Thì giờ nhạc được cấp ở đâu? Nhạc sẽ cấp vào lọc xì trước nhé. Đây, nhạc cấp vào lọc xì input. Em cắm xong cái giác chuyển đổi này. Đấy. Nhạc tức là từ đầu đĩa hoặc từ máy tính, từ điện thoại có cắm này. Cho em. Input đấy. Input này. Thì ra của lọc xì cắm ở đâu? Ra lọc xì tức là output. Output thì các bác sẽ dùng tức là có thể có nhiều cái là nó rắc ca lông, nhiều cái là rắc hoa sen, thì gặp cái gì bác cắm đấy. Đây. Ra nhá, đây là ra đó nhá. Đây ra này. Ra này. Thì bao giờ âm thanh stereo nó có hai kênh. Đó, cắm em vào van cloud điện thoại đây. AUX 1 đây này. Đấy, AUX 1. Cái van cloud này có hai cổng vào nhưng mình cắm AUX 1. Đấy. Thì cắm AUX 1 thì bác nhớ là cái van cloud nó có công tắc ấn mở này. Thì AUX 1 bác ấn vào cho em. Đấy, AUX 1 này. Cái da của cái van cam rất nhiều cổng này, line này, rách này, ba lăng này, sáu ly này. Thì bây giờ em lấy rắc line, dùng cái rắc bung xe nó tiện đi. Đây, cắm vào line em này. Thì số âm đi thì nó có hai cửa vào, em đi thì thường hai cửa vào. Đấy. Giả sử bác cắm vào cửa A này. Cửa B này, hoặc là nhiều cái đó ghi là AUX1, AUX2. Thì A có gì này. Nó công tắc chuyển cổng này. A muốn phớt cao nhả ra. Đấy, bác cấp bật điện lên. Bật nó chạy là đúng. Thế còn cái mic cắm ở đâu? Cái mic thì bác nhớ này. Bác cắm vào lỗ mic A. Và bác cắm em lỗ sau này. Nó hai lỗ mic sau này. Đấy. Còn bác nhớ đây lỗ ra âm thanh nhé, 6 ly này. Đừng có nhầm. Đây lỗ ra không nhá. Nhưng nhớ phải cắm vào lỗ vào đường mic này. Mic luôn làm đây cắm này. Và nguồn của cái mic bác cắm ở đây. Nhìn nguồn nó như cái điện thoại cắm lỗ 13.5V này. Đấy, thế là xong. Cái loa cắm này em này. Đây. Và cái loa 3G đấy bác nhỉ. Cái đen này giống cái xanh này. Cái đỏ này giống cái này. Đấy, nếu có cái loa đấy bác nối em từ đây ra luôn này. Là luôn. Loa khác, ok. Đấy, rất dễ em nhé. Đấy, toàn bộ quá trình đấu nối này hoàn thiện. Em nói lại, nhạc thì cấp vào lọc. Nhạc cấp vào đường in của lọc. Thì ra của lọc xì, nhạc ra lọc xì đây. Thì ra cấp vào vang ca lăm. Ca lăm. Thế ra của vang ca lăm thì nó chính là lai. Cổng lai này. Đấy. Thì số đầu xung âm đi. Đấy. Và khi hát có nhớ là chỉnh em này. Đúng như em hướng dẫn ban đầu nhá. Còn cái nhạc em mà tăng chắc thì mình nghe sướng trống trống lên. Trống lên. Chắc lên. Nhưng mà hát để em như thế. Em chào các bác ạ.